Hi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Kudo Family nha. Thì hôm đó nay về nhà em làm clip là chỉ có về nhà mẹ em thôi, chứ chưa thấy em về bao giờ về bên nhà nội em, đúng không? Thì hôm nay em sẽ về bên nội em đốn tre nha mọi người. Đốn tre về để em làm cái dàn bông đó cho mẹ em trồng bông tết đó mọi người. Thì bây giờ trên quá trình hai vợ chồng em sẽ đi vô lãi nha. Hai vợ chồng em sẽ đi vô lãi về bên nội em. Hai vợ chồng em sẽ xuống đi ra chợ mua đồ ăn cho nội em rồi sẽ đổ xăng nữa rồi mới đi về bến thôi nha mọi người. Xuống em ơi. Thì cả nhà cho vợ chồng em xóa ghi gì hôm nay không ra clip điều cho cả nhà mình xem nha. Tại vì hôm nay anh tướng mắt làm cái nhà cho mẹ chồng em á, cho nên là không có thời gian bỏ hết công việc để sửa lại nhà cho mẹ em á, có chỗ che mưa che nắng. Tại vì hồi lần á cái mái nhà nó bị dột hoài à, rồi nhiều khi ngủ giữa đêm á mà mưa xuống á là ướt cái chỗ ngủ của mẹ em luôn. Mà hên sao vợ chồng em được một người ẩn danh giúp đỡ á, cho mẹ em có tiền để sửa lại mái nhà rồi xây thêm một cái toilet, mua một cái máy giặt cho đỡ cực, rồi bơm cát ngoài sau lấp đầy cái mương lại luôn, rồi làm lại cái cánh cửa trước tại vì nó bị mọt ăn á cả nhà. Nay là chính thức hoàn thiện rồi, ngày mai hai vợ chồng em sẽ đăng cái clip đó lên, cũng hữu duyên lắm mới được như vậy, cho nên hai vợ chồng em cảm ơn người ẩn danh đó rất là nhiều luôn. Cảm ơn người ẩn danh đã cho anh Tứng được làm tròn chữ hiếu và sắp tới sẽ cho hai vợ chồng em thêm một chiếc xe Vision nữa. Ghé chợ mua đồ cho nội hả? Mua đồ ăn hả? Mua đồ ăn cho nội. Tại nội ở trong vườn xa chợ lắm, đâu có gần chợ đó. Đi ra chợ tới 4-5 cây số. Thường ngày nội mới ăn cái gì? Cá lóc kẹp, cá chê kẹp. Có bắt được đâu cá chê, cá lóc. Kìa nó lên mé luôn kìa. Kìa cá lóc thấy không? Hai ba con luôn kìa. Đâu. Đâu. Đừng nguyên bậy luôn. Không nè. Ủa sao kỳ vậy? Sao nhóc như vậy? Tao biết không? Tao hút cái gì trời? Thấy không? Cái rô đó nè. Nè. Cái rô nè, cái rô trong mé nè, thấy không em? Nè, cái rô nè. Trời ơi, hồi ơi đã vậy hả? Cái lóc nè. Thấy cái lóc không nè, nè. Nè, bà có lóc luôn. Nhanh chơi nè, mấy cá nó đi chơi nè. Nói chừng tao phóng xanh đó anh ơi. Cái cá phóng xanh quá. Giờ họ gặp mấy ông xẹt lắm bá chưa. Ủa vậy thường ngày bà nội ăn gì anh? Bà nội ăn nhà ta chợ vậy thường ngày bà nội ăn gì? Thì lâu lâu nội mới đi chợ là mua để 4-5 ngày vậy đó. Chứ nội đâu có đi chợ thường mà. Nhà nội xa mà. Nè tiền nè. Chợ này chợ cái tàu hạ mọi người. Giờ anh Tứng đang ghé để mua đồ cho nội em thấy. Nội của Tứng, nội của anh Tứng ở chổng có mình nè mọi người. Chứ ông chú mà ông chú thì cũng bị cặn nữa mọi người. Ông không thấy đường, ông bị quán gà, ông không thấy đường đó mọi người. Cho nên là nội không có biết đường đi mua đồ ăn được. Tại nội lớn tuổi rồi. Lâu thì từ lâu mới đi muôn lần rồi để ăn từ từ vậy đó cả nhà. Hai chồng em đi chổng làm công chuyện với lấy đồ rồi sẵn đồ ăn cho nội luôn. Đường vô nhà nội cả nhà ơi, nước cạn quá trời cạn rồi. Không biết vô được không nữa. Vô được không anh? Để anh chổng anh tới rồi sao. Thì ngoài trước là chồng em mới mua đồ ăn cho nội á cả nhà. Chống vô hả? Chứ không có chạy được nữa. Chạy nó hết vỏ hả? Để vô được tới 1 phút mà mình đi bộ đỡ 1 phút. Đây, để lấy cái lưng nha, lấy cái lưng nha. Trời ơi, rau muống nó tươi coi nè. Tới đây đi bộ vô hả? Đi xa không? Gần đó.
hai chồng em sẽ đi bộ luôn mọi người. Hết vô được nữa rồi. Đằng kia người ta đang chuẩn bị dưới người đậu ở đây. Nhà đang đậu đậu ơi. Lên xin đi. Em lên luôn hả? Ừ. Còn giờ em sẽ xếp đồ ăn lên nha mọi người. Yến là sáng rồi mọi người ơi. Lâu quá không có làm clip cho nó ha. Bây giờ chưa có cho nó clip nào chứ ta. Mua tôm nó ăn chua hả? Cho nổi hả? Mua tôm với con cá hú. Tôm thì bên này nổi nó ăn chua, còn cá kho nữa để nó kho trong tủ lạnh hay gì đó, ngăn đá á. Nó kho nó ăn 2-3 ngày. Em đi chân không luôn quá à, kéo lên. Kéo lên như đi chân không. Em đi chân không là đẳng luôn đi. Gạch không à, đau lắm, anh lấy đi dép cho. Trời. Đâu thấy tàu bao nè. Nó nằm đầu ngoài á, con chạy cái đó, nó chạy ngược luôn. Tự nhiên nhỏ nó mời hai chồng em ăn kem nữa. Đó, hai chồng. Thằng nhỏ nó mời hai chồng em ăn kem. Đường làng mọi người ơi. Đó bà nội em ở trong vùng sâu vùng xa vậy nè mọi người, bởi vì đi chợ khó khăn lắm, lâu lâu mới đi được một lần. Với lại nội lớn tuổi lắm rồi, đi không được luôn. Nhãn chín rồi. Quá trời luôn. Là nguyên một vườn nhãn. Nội biết chạy xe không anh? Sợ nói lớn tuổi. Xe đạp kìa. Không. Không biết luôn hả? Quá trời, đi dọc đường quá trời trái cây rồi. Trái cây đâu mà quá trời. Thế nào mọi người. Đi hai bên đường trái cây nhóc hết trơn luôn. Nhãn rồi dừa rồi chuối. Đốm để đó sẵn rồi hả? Đúng gốc sẵn cho luôn không? Quá tuyệt vời rồi. Gốc đó cắt sẵn cho hết rồi đó. Chú Tư là cái chú mà nãy em nói là không thấy đường không mọi người. Ở chung với bà nội mà không thấy đường. Thì bữa nay mua đồ ăn này qua là cho nội nhà nói ăn. Còn anh rước chú về bánh đó. À, làm tiếp anh bánh 1-2 ngày em bánh để cho chú anh làm tiếp để này đồ ăn cho nội em tay nội ăn. Này đánh kiếm khúc cây mới được. Gì vậy? Trời ơi. Sợ chó hả? Ừ. Em gọi dùm anh chứ anh đẻ nhân thị thôi. Sợ nó thôi chứ đi mình anh không sợ được, có đi của em á. Bên đây lại xung quanh là vườn nhãn như vậy. Anh đi xe đạp em, anh chạy từ bên nhà mẹ bánh, anh đi bên đây. Vô nội chơi hả? Ờ, vậy anh chơi, lúc ông mở một cắm, anh chạy thử. Từ lúc sau mỏi mắt, anh đi làm, anh ít về. Chó mới sủa hay chồng em? Giờ này gửi cu đô trong nội rồi mọi người. Nó quậy quá quậy mà, không gửi hết rồi được. Nội à mọi người, cái nội con mới qua.
Hay nọ anh Tấn nha mọi người. Nội năm nay cũng tám mấy rồi hả nội? 84 rồi. 84 mà hả? Ừ. Nãy giờ nhậu đã hay vậy? Đây nhậu đã hả? Suy nghĩ đâu mà làm gì nhậu gì? Trời ơi, vậy sao? Nhà có nội em. Thở út chết này nè, nó nhậu. Nhà có nội em nè. Nè, con mua đồ cho nội nó ăn nè. Nè, tên nội nấu canh chua vậy á, bữa nay nội ăn đi, con rước chú Tư về bánh rồi. Nay rước đi hả? Dạ. Con cá, con cá ha, con cá hú này nè, con mua á. Ờ, nội ướp rồi kho đi nha. Con cá hú này tao ăn chứ tôi ăn là nó ho nó chắc bữa nay nó luôn. Dạ, đây là rau nó con chua nha nội. Ừ. Me là con mua sẵn hết luôn á. Trời ơi. Lấy về lục bình cho nội luôn. Ôi cho mẹ chứ. Mày đâu vô lái chỗ mà tao bỏ xe đâu. Trên kia nữa, gần tới đầu lộ cho nó. Nước nó cạn quá ơi, con vô không có được. Nè, em nói nghe trong nội đi em. Tại vì thường thường em hay về bên nội em đó nha cả nhà. Tại vì vợ em thì nó ít về. Đó bàn thờ của ông nội em bên đó nha cả nhà. Bên đây là bàn thờ của ông Cóc. Tiền không? Hồi bữa là mẹ con lấy của nội là 10 kg dây. Có 9 kg 8 à. Cái tôi chiến sao còn chở ùm sùm vậy, có 4 kg 8 á. Con nói mẹ sao thấy bự quá mà có 4 kg 8 à. Cái mẹ nói mày lên coi cân nè. Là 10 kg. Là mẹ con chạy đưa nội 200 ngàn tiền dây. Mẹ có mua. Tại chiến trước 5 kg á. Chiến sao là 4 kg 8 à. Mà mẹ con trả 5 kg luôn. Rồi cái chiến hổ con chở về cho nội là 10 vườn dây lục bình á. Là được 130 ngàn. Tới 130 rồi hả? Dạ. Trời ơi. Cái này 13.500 nè, con mới về con kêu nó quấn rồi giờ con bán cho đó. Tôi quấn rồi rồi kìa. Rồi, đó là con đưa nội là 330 nha. Ừ. Tôm này nè nội cắt ra nội nấu con chua nè bữa nay đi. Còn lấy con mua cho nội gần ký đó. Chị với còn nhiêu con lấy hết á. Tao làm gì? Nội ăn nhiêu thôi, còn nhiêu để tủ lạnh. Tủ lạnh đâu có. Còn tự nhiên tao kho ăn. Dạ. Không có tủ lạnh hả? Ừ. Thôi nội luộc á, gọi như nội kho. Còn con cá thì nội ướp, nội làm gì đó. Ừ. Thấy có thùng đá không? Nội ướp đá hả? Mà nó ướp đá. Cái này, nước cả đầu quá. Nội tính đi chặt lục bình ấy gì vậy? À, đâu có, đi quá cái củi kìa, tao chặt lục bình tự hớn dài. Thì sẵn nha, hôm nay em về đây cả nhà ơi, em sẽ đốn chè của nội em nha. Em có xin nội em hả, mà nội kêu qua đốn đi. Đây nguyên bụi tre mà. Vậy em sẽ đốn thêm 1-2 cây nữa nha. Đây là khung bếp ngoài sau nhà của nội nè. Khung bếp ngoài sau nhà của nội. Còn cái dao nào không nội để con làm tiếp chứ. Còn cái dao nào không? Dao đó. Dao bự hả? Có dao nhỏ không nội? Dao nhỏ nhỏ. Có dao thái không? Nó không còn, nó bỏ đâu rồi. Thôi con nghỉ đi chơi đi. Thường ngày nọ trong đấy sao nó đi chợ được nội? Đi ra rồi lội lên trên giường kìa. Cái đón xe đi ra chợ. Đi bộ hả? Ừ, đẩy đi lên trên giường đó đi bộ. Rồi đón xe đi đi xe Honda hả? Xe đa ôm hả? Ừ. Trời ơi. Cái gian là chợ có khi nó cho cái gian có khi nó ăn tiền. Bánh nhà nọ còn bệnh gì nữa không nữa? Bệnh nè. Bỏ
mất rỡ luôn rồi hả mày hả? Dạ. Lò mà kéo ra. Nó biết đi chưa? Dạ nó gần biết đi rồi thôi. Sắm nhà nó đứng được rồi, nó đi một hai bước. Dạ lỗi nữa. Con đâu nữa. Này, đưa con mén đi đi học. Nó bắt phải dữ. Cái nó bò nó đi. Không chịu tao nó bò nó đi tao nắm giò nó tao kéo không cho nó bò nó đứng dậy cái nó bò không được nó đứng dậy nó kề vô cổ tao nó cắn nó tao nó đù mẹ nó cắn nội hả ừ tao nó đù mẹ cắn tao đã tao bò nó cắn em chút con hành nó qua nó hỏng nó không quậy mà cóc quá rồi. Về tới nhà nè mọi người, lúc nãy đi vô chổng á, cái lúc mà chồng em chặt tre rồi vác tre xuống rồi này kia á, xui làm sao cái điện thoại hết pin, không có cục sạc đem theo nữa, rồi không có quay được cái khúc đó. Mọi người hồi nãy về lúc đi thì nó cạn mọi người, về nó có lớn đầy rồi nè, rồi em kéo mấy cái tre vô, cái tre nó bự hơn em nữa. Đây là cái này là anh chỉ là đem về thôi nha, còn clip sau em sẽ quay cái khúc mà em làm cái sàn để cho mẹ em chặt bông nha mọi người, để còn tết rồi nè cho mẹ em mới chặt bông tết. Giờ em sẽ bưng vô nhà cái tiếp mình đứng cự nghĩ sao em kéo nổi cái tre đó, anh rút mình đi anh kéo ha. Về tới nhà mới mượn được cục sạc á mọi người, để trong để cái ghe sớm giờ ở đây nè, chưa có bưng lên nữa, mượn được cục sạc sạc xíu rồi mới ra quay được cả nhà. Nước chỗ này ghê lớn ghê ha anh. Còn nước mà em, còn con nước nữa là xuống luôn rồi. Con nước thứ mười thì nó cuốn cuốn nước thứ mười là hết rồi đó. Là được nó giật ra. Ok cho mẹ. Giác lần hai cây ha anh. Đây lâu quá. Ta giác nổi hay vậy? Trời ơi. Gậy, con gậy mới quen 60 kg nên mà nổi. Nè, tôi xô cũng xong luôn nè. Người thì làm, người thì đứng chơi. Chứ nghĩ làm sao con giác nổi cái cây đó mà nói chuyện vậy? Anh đâu nói gì em đâu, anh đâu nói em đâu. Chứ nói ai? Nói vậy đó. Hôm em cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha mọi người. Thì cái clip sau em sẽ quay cái quá trình mà để em làm cái gì ta, cái dàn bông ở phía mé sông á, để cho mẹ em trồng bông tết đó mọi người. Thì nếu mọi người thấy cái clip này hay thì hãy cho vợ chồng em nha, xin một like, một đăng ký nha mọi người. Và nhớ chia sẻ những cái video clip này cho chồng, cho gì giúp vợ chồng tụi em nha. Tại vì lâu lắm rồi kênh của tụi em nó bị mất đề xuất rồi mọi người. Không biết sao mà nó giờ nó tụt quá trời tụt luôn. Không ra clip đều nó tụt chứ làm sao. Nói chuyện. Cái đó là do anh phải không? Còn bây giờ thì bye bye cả nhà nha.